Khu nhóm miền Tây xin chào bà con Long An nha. Long An mình lại có thêm một trang trại thành viên mới nữa bà con. Bên mình vừa hoàn thành xong quy trình chuyển giao mô hình chăn nuôi sao cho trang trại thành viên anh Út Chiều ở Long An. Và đây có thể nói là một trong những tỉnh thành có nhiều trang trại thành viên nhất của khu nhóm miền Tây. Bà con Long An đang dần nhận ra những thuận lợi để phát triển mô hình chăn nuôi sao tại chính quê hương mình. Như anh Út Chiều chia sẻ với mình, anh tìm hiểu về nghề nuôi này đã lâu rồi. Anh thấy là thức ăn là cái chăm sóc của con sao thì cũng giống như bò ở dê thôi, không khác gì mấy. Anh quyết định lợi dụng cái lợi thế của địa phương mình, ước gặp ôn hòa là nguồn thức ăn tươi xanh dồi dào quanh năm, đó là môi trường lý tưởng cho khu sao sinh trưởng phát triển. Mà con sao có sức đề kháng cao là ít bệnh nè, giúp giảm thiểu một khoản chi phí đầu tư và có rủi ro trong quá trình chăn nuôi là không đáng kể. Giá trị kinh tế của khu sao thị trường là động lực chính để anh phát triển cái mô hình này. Khi bà con mình đến với trang trại hữu giống miền Tây, bà con thấy được quy trình chuyển giao chuyên nghiệp và bài bản. Đàn hữu giống của mình sẽ được vận chuyển an toàn đến trang trại, đảm bảo sức khỏe và chất lượng con giống. Đội ngũ thực viên của hợp tác tiến hành kiểm tra chuồng trại và hỗ trợ bà con mình hoàn thiện chuồng trại, đảm bảo chuồng trại đúng kỹ thuật, an toàn, hiệu quả tuyệt đối. Sau khi hoàn thành các bước như chuẩn bị, khu giống sẽ được bàn giao cho trại viên. Các bạn kỹ thuật viên bên trang trại sẽ hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật chăm sóc nè, quản lý đàn hô, phòng trừ bệnh và quy trình khai thác nhung. Và bước cuối cùng là bước không thể thiếu, hợp tác xã và trang trại thành viên sẽ ký kết hợp đồng hợp tác với nhau, trong đó có điều khoản như bao tiêu sản phẩm nè, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và đảm bảo được quyền lợi cho bà con xã viên mình. Khu giống miền Tây sẽ luôn đồng hành cùng bà con xã viên, không bao giờ để bà con mình cảm thấy đơn độc trên cái hành trình chăn nuôi của mình, sẵn sàng hỗ trợ bà con về mọi mặt từ kỹ thuật cho đến tìm kiếm đầu ra sản phẩm. Với những ưu điểm vượt trội và sự hỗ trợ tận tâm, khu giống miền Tây tin rằng mô hình chăn nuôi sau này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong cái thời gian sắp tới.